Xin chào toàn thể các em đã quay lại với kênh của Hacom. Và các bạn nhớ lần trước mình có một cái video, mình có một cái dàn đua xe ở đây. Nhưng mà sau khi mình chuyển qua cảm biến lót xeo cho cảm biến cân nặng ấy, mình đặt bật ngửa cái ghế ra luôn. Thế là mình tức, mình tối qua mình tháo ra và bây giờ mình làm lại thành một cái dàn mà đảm bảo là đạp mà không bật ngửa. Và hôm... Hello. Em vừa dẫn thằng chuối đi học rồi. Cái gì đây? Anh vừa tháo ra hết rồi. Ui. Nên là bây giờ anh sẽ điều chỉnh lại một cái dàn mà nó sẽ mang phong cách khá là giống với anh dàn anh Long ở LT9. Và anh tận dụng một ít đồ cũ và còn lại một mới. Và mình cho anh em những cái bộ phụ kiện mà mình đã làm thêm cho cái dàn nhà mình trong thời gian từ trước đến giờ. Ok luôn anh ạ. Bắt đầu thôi. Thì hóa ra hôm nay anh không bảo em chỉ chở chuối đi học thôi. Lừa đấy. Pretty Caroline. Mình bắt đầu từ mấy giờ làm anh nhỉ? 10 giờ à? 10 giờ. 10 giờ. Bây giờ là mấy giờ? Hơn bây giờ 3 giờ. 3 giờ hơn rồi. Và chúng ta phải có 3 người làm. 3 người làm. Đấy, có thể gọi là 3 người làm. Và chúng mình đã hoàn thiện xong việc lắp lại từ đầu, build lại từ đầu đấy. Yêu lại từ đầu với cả cái bộ máy này. Chứ không phải là kiểu chúng mình upgrade hay gì hết. Bộ máy này thì đã được thay đổi rất là nhiều thứ. Và thực sự nếu mà theo trải nghiệm mình ngồi mình thì rất là chắc chắn. Nên là có thể kể cho các bạn là có gì moi không? Tại vì ngày trước ấy thì mình không tính được, mình không đo được cái bộ máy nó đủ phù hợp với cả chỗ này. Thế là mình về biết là 1m3 đủ. 1m3 đủ, được, đấy. Được luôn. Với cả thứ hai là ngày trước thì mình ngồi bị dưới sàn nên là nó không chắc lắm. Với cả là khi mình chuyển sang các bạn đặt lót xeo này thì lực đạp rất là mạnh. Lên khi mình đạp phanh ấy, các bạn thấy là mình gần như là dí thẳng vào ghế, dí thẳng ghế vào đây, bốc đầu luôn. Ừ đấy, tự dí thẳng ghế vào thì đấy. Cái bộ kia nó sẽ không đáp ứng được vào đây. Ngửa đây. Đấy, thế cái đợt trước mình cũng bảo là sau nâng cấp lên cái bộ kiểu như này. Đấy, thế là nó sẽ đẹp luôn và cũng nhờ có sự đi tham khảo kiến thức của nhiều bên anh Đạt đã đặc biệt là lần đi tham quan khu là LT9 Sport của anh Long thì mình vượt rất nhiều. Thứ nhất vấn đề giải quyết vấn đề nhất đó chính là dây dợ. Dây dợ. Thì vấn đề thứ hai chúng ta có thể làm một cái bộ máy ở đây để máy đây, tất cả những gì hết vào đây. Thế là máy tính bây giờ đã để ra đằng sau rồi, trước là để bên hông. Nhưng mà anh Đạt cũng từng nghĩ là cái việc để bên hông anh nhỉ, từng nghĩ là để máy hông. Nhưng mà nhận ra là để đằng sau này thì nó đẹp hơn rất là nhiều và nó hợp lý rất là nhiều. Đấy, với cả là bê tất cả mọi thứ trong chung một ổ điện, rút ra phát. Rút ra phát là coi như là... Cho hàng xóm mượn. Cho thuê 500.000 một ngày, 500.000 một giờ hay một ngày. Với cả bộ máy này thì hơi tiếc là mình dán các thứ đẹp đẽ hết các thứ rồi. Thì lại... quay vào tủ lạnh. Đúng rồi, thế nó bị quay hết vào tủ lạnh. Máy tính nãy ra là nó bị quay vào tủ lạnh, em ạ, hơi buồn một chút. Nhưng mà thực ra thì thật là đua xe thì mình nhìn vào màn hình chứ đúng không? Chứ mình đâu có nhìn LED ở chân hay LED ở máy tính gì. Với cả anh chuyển sang bộ này để chuẩn bị cho cái DD mới. Cái này thực ra mình dùng lâu lắm rồi, mình chưa qua DD nhiều, mình thấy là có khác biệt. Khác biệt rất nhiều. Bàn đạp lót xeo, ok, mình đã chế được lót xeo cho cái bàn đạp T3PA này rồi. Nhưng mà cái DD thì những cái này không chấp nhận, không thể DIY được. Đấy, thế nên là bắt buộc những cái giải pháp như thế anh Đạt phải mua một cái giải pháp gọi là all in one phải không? Và sắp tới chúng mình cũng sẽ có nhập một vài mẫu của Fanatec nhỉ? Hay là của Moza, Fanatec cũng có. Fanatec cũng sẽ có. Và đây ngày trước hôm trước mình có review con T300 và nó slow release ấy. Đây mới là quick release này các bạn này. Đấy, anh Đạt fan đây là quick release. Còn kiểu như con T300 hôm trước là slow release. Thì bộ này có khá là nhiều thứ mình
thay từ cái thời mà video trước đầu tiên, nó chính là một cái bộ mà hiện thời gian lắp tham thứ ở bên cạnh này. Thứ hai là bộ là đánh lửa đánh lửa và đề bay đánh lửa công nghiệp đánh lửa công nghiệp và đề bay. Và cái thứ ba là chính là cái vô lăng này, thì toàn bộ các thứ này mình đều làm đa số bằng IMD, tự làm hết. 3D và cái mạch bên trong nó cũng khá là nhiều thứ. Có mỗi cái vô lăng này là của hãng này, cái tay kia là của VNM này. Và cái bàn này thì bị mod 50% rồi, nhưng mà là cũng là của 50% có 3 cái sensor để anh mod một cái. Một cái đấy. Bắt xeo là có quan trọng nhất, còn những còn lại thì cả mấy hành trình thì vẫn xử lý được. Đấy, nói chung là máy tính hay là đồ chơi gì thì anh em cũng có thể tự nghĩ tự chế thôi, nhưng mà quan trọng là phải đam mê. Còn nếu mà anh em không quá đam mê thì chúng mình cũng sẽ có bán những giải pháp này, nhưng mà là của hãng em nhá, Moza, Fanatec các kiểu sắp tới thôi. Và mình cũng có đồ VNM nữa, nếu mà anh em hứng thú thì anh em có thể gọi là tham quan các cửa hàng của Hacom. Và sắp tới mình có vẻ như là một trong những cửa hàng rất là lớn về cái việc phân phối những đồ xe này các bạn. Nói chung là khi mà anh em dùng những cái bộ như này thì nó sẽ khác những cái bộ mà hiện tại thị trường đang bán rất là nhiều. Thị trường họ đang bán những cái bộ ví dụ như là của PlaySeed chẳng hạn, thì nó là một cái trụ ở giữa. Thì như ngày trước mình có review cái bộ của ông gì ý. Cái bộ gì mà xong rồi nó ngang ngang luôn, nó bằng sắt ấy, nó bằng sắt thì nó bị kém sự chắc chắn, là nó chắc chắn kém chắc chắn thì cầm lo 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 lắc, mình cầm mình lắc cái thứ này máy rất là vững, cực kỳ vững. Ở đây mình ngồi tổng tải khoảng tầm là 150 cân mà máy vẫn đang là rất chắc chắn, nó không có vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, nói chung là rất là chắc chắn này. Thứ hai là khi mà các bạn dùng bàn đặt Vassel, tức là những khi mà các bạn ngày trước các bạn sẽ dùng Logitech và những con cả Promaster, nó vẫn là hành trình, cả mấy hành trình, thì anh em ghi nhớ hành trình bằng hành trình đạp thì nó sẽ không chuẩn bằng việc anh em ghi nhớ bằng lực đạp. Thì cái đấy khi mà anh em chuyển sang bàn đặt Vassel thì 100% anh em sẽ phải chuyển sang những bộ như này. Tại vì khi anh em ngồi ở ghế máy tính chẳng hạn thì Vassel anh sẽ gần như không cảm giác được cái gì cả, tại vì anh em đạp là bật ngựa, đạp nó bay màu luôn. Nên là mình sẽ phải chuyển sang cái này để mình cảm nhận được cái lực đạp tốt hơn. Bây giờ ngày với cả là thứ hai là về anh em chế cháo này thì cũng có, nó cũng không phải quá khó. Tại bây giờ những phần mềm như là SimHub cũng đã gọi là tự làm firmware cho anh em để up vào những cái mạch Arduino rồi, thì anh em chỉ cần mất công chú tìm hiểu cái hàn xì một tí, đúng, với cả mất thêm một ít ngu phí vài phí, một chút phí ngu thôi hả, với cả ví dụ như là mua thừa ấy, chả như anh Đạt đã tốn một đống tiền để mua một đống lò xo về để lắp cho đúng cái nốt C của anh thôi. Đấy, kiểu vậy đấy. Nói chung là cái bộ này thì mình những cái thanh chịu lực này thì mình thấy khá là chắc chắn, và mong là thời gian tới thì Hacom cũng sẽ có những cái bộ như này thì anh em gọi là mình bán của LT9 anh, hay là không khả năng là mình sẽ tự nhập được. Mình thấy bên Trung Quốc họ cũng khá là nhiều, những con trên nước ngoài họ cũng khá là nhiều. VNM VNM sắp tới cũng sẽ có, bảo là khoảng tầm $1,000 tầm hơn 20 triệu ấy, cũng một dàn nó cũng tương tự như này. Thì anh em nói chung là anh em diện tích nó không quá to, anh em thấy thì là 1.3 mét nhân với cả là một bên này là 60 phân thì nó xảy ra khoảng tầm là 2 mét vuông, chưa đến 2 mét vuông. Nên nó cũng khá là gọn. Với những cái giải pháp để tất cả mọi thứ trong này thì mình thấy nó tiện. Thực sự thì đúng là một cái bàn máy tính, một bàn làm việc mà chơi game mà có mỗi 2 mét vuông là mình thấy là khá ok, hợp lý, kể cả với cả những đây. Ví dụ nhà anh Đạt thì cũng không phải là mức quá to, quá khổng lồ, nhưng mà vẫn có thể chứa bộ này và cảm thấy nó rất là gọn gàng ở một vị trí. Chỉ có hơi tiếc rồi, cái bộ máy này mất rất tốn thời gian để dán sticker ấy, kiểu ra thứ cùng lại úp vào vào thường. Chỉ có mỗi thế thôi. Rồi, nói chung thì cảm ơn anh em đã xem cái video này, và sắp tới chúng mình có những cái video đua xe này thì hy vọng anh em xem nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.